đâu mát. Mát ra khỏi xe, đúng là hôm nay không phải là lạnh mà là quá lạnh. Ừ, mát. To to. Đấy, cầm này. Ba cái đấy chứ. Ba cái. Hôm nay cây hồng là ca mê đa nè. Đây đây. Hôm nay rét quá cho nhờ. Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Xin giới thiệu với quý vị khán giả, đây là chú Hải, kênh Đồng Hải khám phá du lịch và thiện nguyện. Hôm nay hai em công đức lại quay trở lại với lại thôn Pa Pao thuộc xã Sủng Thái, thuộc xã La Và Chải của huyện Yên Minh. Hôm nay hai em công đức lên là mang những cái khuôn cửa này lên cho lắp vào, nữa là cho anh em thợ xây là xây theo cho nó chuẩn. Chú Hải ơi, hôm nay là thợ hôm nay nghỉ. Thợ là hôm nay mưa gió người ta nghỉ rồi ạ. Coi như Đồng Hải xin mến chào quý khán giả trên kênh của Hoa Đá Cao Nguyên. Hôm nay Đồng Hải rất là vui vì đã đang được đồng hành với hai cháu trên kênh Hoa Đá Cao Nguyên, đó là Công và Đức. Thì nói thật là mình đang ở trên này một mình, nó cũng đi làm. Lạnh, nhưng mà hôm nay nó lạnh nữa. Thật sự là hôm vừa rồi cháu gặp chú ấy, là cháu thứ nhất là chú vừa xuống chỗ em Công đặt cửa thì lên thấy chú cũng làm về cũng đang làm thiện nguyện như hai anh em Công Đức, rất là vui. Thế là hai chú cháu thì cũng mong muốn là được đồng hành cùng nhau để giúp đỡ bà con ở đây ấy. Thì nói thật với bọn cháu là này này, ngôn ngữ nó bất đồng. Chú lên đây thì chú thì va chạm với tất cả mọi người rồi, nhưng mà cái ngôn ngữ nó bất đồng với cả cái hoàn cảnh mà chú đang giúp đỡ này, thì người ta nói thật thì người ta cũng chậm, rất là chậm, không dám nói cái từ khác mà người ta chậm cả hai mẹ con. Đâm ra nhiều khi muốn giải thích phân tích một cái điều gì rất là khó. Đấy, nó vấn đề thế mà công việc ở đây thế. Chẳng hạn muốn vào nó trông hộ cái đồ đạc ở đây thôi để mình đi lo đi chạy cái nọ cái kia thứ. Nó ừ xong lúc nó quay về nó đi đâu mất. Thậm chí hôm nọ đấy vừa mới để cái coi như là tấm lợp coi như chả biết đã làm sứt mẻ đi rồi. Nên nói chung cái, là... Cái khó nó... nữa nó là bất đồng ngôn ngữ. Nhưng mà có cháu không thấy có anh gì, anh trưởng thôn ấy. Anh ấy có nói rõ tiếng phổ thông. Có, anh nói thì nói được. Nhưng mà thật sự là các cụ lại cũng hơi coi như ông... cái gì uống rượu gọi là cái gì chứ đấy thì thứ nó thế, nên nói chung là cũng do mọi cái thôi. Mình lên đây ấy, mình cố gắng vận động mình coi như là cố gắng lên rồi đấy, nên chú hôm lên này đây thật sự là thời tiết thay đổi rất là kinh khủng. Hôm qua thì em Công và em Đức rất là may mắn là đi phát được hết cái số quần áo để cho mà bà con ở trong thôn đề khóa có quần áo ấm hôm nay mặc. Hôm qua cô bác anh chị cũng thấy là lúc em Công em Đức đi là thời tiết nắng. Em Công bảo là nếu mà cái thời tiết mà nó nắng rát như thế này rất có khả năng là đêm nó sẽ trở rét. Thì quý cô bác anh chị cũng có thể thấy là thời tiết hôm nay là hiện tại bây giờ đang là chỉ khoảng tầm hơn 3 giờ chiều thôi. Đây đúng 3 rưỡi chiều mà như kiểu là ở đây kể cả là những cái ngày mà nó không bị như thế này nó cũng vẫn mất hầu như cũng bị, nhưng mà nó không lạnh, nhưng mà ngày nay thì thật sự là quá lạnh. Cháu phải mặc hai áo tét so với các cháu nhỏ. Chú lúc nãy thì chú vẫn đang lao động cuốc đất thì nó không ấy, nhưng mà giờ đứng một tí là nó lạnh. Cũng được biết là chú Hải là mai có công việc gia đình, chú Hải phải về quê, nên là cháu trở lên để mà đấy, bàn giao cho chú yên tâm. Một cái thứ hai nữa là nếu mà trong quá trình chú về quê có bất cứ vấn đề gì chú cứ gọi anh em cháu sẽ lên cháu hỗ trợ. Cái vấn đề này cháu này, có nghĩa là thợ ở đây thì thợ nông thôn mà, nên nhiều cái là mình cũng không nói thật sự là giao cho họ cũng rất là khó. Đây đơn giản này cháu nhìn này, đấy, cái cửa đang bị đổ, nên tại sao
tại sao chú phải bảo cháu là đem ngay lên cho chú mấy cái khuôn cửa trước, nếu không lúc về sau đục đẽo đẽo mệt lắm. Có phải ở đây nó tiện, giả sử nó có cái máy cắt xong rồi điện các thứ nó lúc nào cũng có sẵn thì có thể là còn ấy được, xử lý được cái video đục đẽo ngay nhét thì nên chú mới phải bảo là cháu coi như là đem lên luôn cho chú cái này để có nghĩa là giao cho người ta, thì nó chú sẽ gọi đang chú gọi thợ ra về hôm nay mưa họ nghỉ để sáng mai chú ạ, sáng mai chắc là thợ thì sáng mai mới làm rồi. Nếu mà nó tạnh giáo thì họ mới làm. Thì tinh thần thế này nhá, có nghĩa là nói thật với bọn cháu là chú về vừa nói thật, cửa cách đây mấy hôm là chú mới về, về chú rất là ngại với khán giả, có thể nhiều người ta không hiểu. Có nghĩa là nhà chú công việc hôm vừa rồi ấy, thì là người ta lên gặp mặt cái cô con gái là mình và để bàn bạc một số công việc, thì đến đúng mùng 10 là cái ngày kia người ta vừa tổ chức ăn hỏi vừa xin dâu đấy, thế là đâm ra chú không dám về lâu đâu. Nếu thật nếu mà không có bọn cháu là chắc là chạy tối mai chú mới ở đây chú về, nhưng mà nếu mà có bọn cháu rồi ấy, thì nếu mà trời nó tạnh giáo ấy, thì thợ xây họ làm thì có gì chú gọi điện cho mà họ, mà nếu họ làm thì chú alo có thể cháu thì cháu đảo qua giúp hộ chú cái, còn nếu họ không làm thì thôi, nhưng mà tí nữa chú vẫn ra như thế này. Thế coi như thật sự là chú cháu mình thì chú thấy là cháu hai đứa mày nói thật sự làm cái công việc nói chung làm cái thiện nguyện mà nói thật cũng như chú này mà làm bằng cái tấm chân thành đấy, thì chú chỉ coi như là tin tưởng và để coi như là không thì chú phải nhìn mặt thật nhìn trong những cái gì thì mình lên đây thì nó cũng thì cứ có vấn đề gì thì chú gọi cháu thì chú không về lâu đâu, chú về có nghĩa là xong việc cái là nếu mà không lạnh thì chắc là tối mùng 10 chú cũng lên, mà nếu không mùng 11 chú lên với cả chú phụ thuộc thời tiết nữa thì, nhưng mà chú vẫn phải cứ lên bởi vì chú còn nhiều cái việc dở dang lắm. Có nghĩa là cái phần gỗ kia là chú lúc nãy chú đem cả cái cháu máy. Chỉ muốn là ví dụ nếu mà đội thợ xây ngày mai đi làm thì cháu phải lên cho căn chỉnh lại đúng cái đúng cửa rồi. Này cho nó đúng. Đứng nó bằng thì đúng. Sau này mình làm cái cửa sau mình lắp vào thì nó mới cân đối, nó mới đẹp rồi thì chứ con... đây cô bác anh chị quý vị khán giả có thể thấy là nhìn bằng mắt thường đã thấy cái bức tường này rất là đổ mà hôm nọ cháu đo rất là vừa nhá, cái phần này cháu đo vì hôm nọ nó chỉ mới xây có hai bên cạnh nhà thôi. Thế hôm qua là chú đã xây lên bằng này rồi mà mới xây lên 1, 2, 3 viên mà đã đổ đến có khả năng phải đến 3 phân rồi. Thợ ở nông thôn mà người ta xây được cái mạch như này sẽ là đẹp lắm rồi, nhưng mà có nghĩa là trong cái chuyện đấy để chú mà đang gọi em chú gọi cái đi làm gọi thì cháu lên mà cháu lên xong là cháu có thể là cháu mang một khoan bê tông khoan chạy bằng pin của cháu lên cháu đục căn chỉnh sửa xong là cháu gá vào đấy đấy cho anh em người ta làm theo, chứ nếu mà cứ để này thì sợ là bận rồi. À kia thì gọi cái tay trưởng thôn là trưởng thôn đang chặt cây thế này ra. Trưởng thôn này được cái là việc gì cũng làm. Thấy mình giao cho coi như là ông bác và quý vị khán giả cũng có thể thấy là ở đây người dân xây nhà thì rất ít nhà chát áo. Nên là cái đường cái mạch mà người ta làm nó đẹp, rất là kỹ, rất kỹ nha, rất đẹp về cái mạch vữa. Nhưng mà mỗi cái vấn đề là cầm cửa thì lại không được chuẩn. Người ta đấy cái dọi cửa các thứ là không được chuẩn thì lắm. Bây giờ người ta toàn dùng bằng trên máy với các thứ đây, ông vẫn cứ cầm cái hòn đá ông giữ dây để ngắm thì làm sao cái độ ấy được. Nên tại sao chú mới bảo bọn này là gấp rút, muốn cố gắng gấp rút là chuyển cho chú mấy cái khung cửa lên là lý do như thế. Vâng. Ít ngồi trong góc này đó. Ít. Không, ở đây là giữa nhà rồi. Không, nhưng mà đang nói là cái giả sử trong góc này không có tường rồi, nhưng mà họ ít ngồi đây lắm. Bên kia mà không vướng cửa họ ít ngồi đằng ấy lắm. Vâng. Họ toàn ngồi đằng trước. Ôi hôm nay rét. Rét cóng tay cái vườn. Chú đang lo ngày mai đi về mới này. Như hôm trước là chú hơn 5 giờ chiều chú mới ở đây về, mà hôm mưa từ đây về dưới kia, nhưng mà hôm nó lại không. Nhưng mà chú đi về Thái Nguyên hay về Tuyên Quang? Về Thái Nguyên chứ. Về Thái Nguyên à? Thế sao chú đi xe máy về Hà Giang, chú lại đi ô tô về, bắt xe khách về? Chú hết tuổi đi ô tô rồi. Nhưng mà bây giờ xe khách, xe đường nằm các thứ là đi nó nhàn chú ạ. Chú bây giờ có tuổi rồi mà chú đi xe máy quãng đường xa thế này, cháu thấy là không
không an tâm lắm đâu. Không, bởi vì này để sở trường của chú là đi xe máy. Cháu phục chú đấy. Năm nay chú 60 tuổi rồi. Hôm nọ đi chơi lúc quay ra hai vợ chồng chú đi lúc từ trong đi chuyến vòng quanh ấy là lúc quay về ngủ ở Huế. Xong đến tối là về đến Thái Nguyên. Biết là nó tầm khoảng 800 cây số. Cháu hôm hai vợ chồng đi. Cũng đi được một phòng. Nhưng đi ô tô hay máy bay rồi gì? Không, cháu bọn cháu đi xe máy, cháu đi mấy tỉnh ở Tây Bắc này thôi. Tây Bắc này thì dưới đi chả thiếu chỗ nào rồi. Thực ra là mới hôm qua anh em vào thì là thấy cái tốc độ xây của đội thợ xây cũng khá là nhanh, đã lên được khoảng 1 mét rồi các anh chị. Nếu mà cứ trời mà không thời tiết ủng hộ thì chắc là 4 bà ngày là cũng sẽ sớm có nhà ở thôi. 4 năm này là nó đã xây xong hết được rồi này. Chỉ cần nếu mà xem nào, cháu có mấy bộ giáo à, ui hay là cháu mượn giáo lên. Ôi, đúng rồi. Nhá, ok. Vâng. Đang dở nhất. À, thì... đây. Cháu nhìn thấy cái giường của chú hôm nay là khác hôm qua này. Hôm nay sáng nay chú lại phải dỡ hết ra. Thôi là chỉ để lại ba mảnh thôi. Ôi giời, thế thì cháu nhìn để, cái cháu biết ngay để là rút ra để cho phải làm giáo. Ấy trong còn đang còn lo cái cây để bắt cái việc nữa. Được, thế thì giáo cháu là giáo cao 2 mét cơ. Là cháu nghĩ là đứng để thoải mái rồi. Hoặc là có thể trồng lên. Nếu thế thì tuyệt vời đấy. Bắt tay. Không cháu. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ thì không còn gì hơn nữa đấy. Thì chú này cũng là có một cái gọi là cái duyên với cháu đúng không? Yeah. Nên rất tình cờ nhá, đi tìm thợ cơ khí nào vào đến nhà cháu không gặp ai mà cứ đứng gần nữa ở cửa lúc cháu và chú cũng ngồi ở nhà cháu cũng khá là lâu. Đấy, có nghĩa là thì chú đã vào cái hai cái tiệm ở đây rồi, xong bắt đầu nghĩ rồi. Thế thì để mai như này cháu chở giáo vào này, cộng với cháu mang cho đội thợ xây mượn cái máy laser cho nó xây. Nó chắc không biết sử dụng đâu. Không, ông thợ xây kia là sẽ biết sử dụng rồi, biết dùng rồi. Vì bây giờ cái máy này nó rất là phổ thông, dọi đứng dọi ngang là sẽ rất là chuẩn, mà xây nó sẽ rất là nhanh. Đến khi mình lắp cửa làm cửa thì nó cũng sẽ được chuẩn chỉ hơn. Đấy, nếu mà nếu mà tốc độ như thế này, nếu mà thời tiết ngày mai nó không mưa nữa thì cháu nghĩ là chỉ khoảng 3 ngày nữa. Chắc là khoảng 3 ngày nữa là sẽ lên tới bằng khẩu. À. Đây, ông em nhắn tin này. Mình cứ bận mình chả đọc. Đấy, mình nhớ được những cái trường hợp có rất là vô tình rồi, cũng kiểu chú cháu mình gặp nhau vô tình ấy. Để ở đây đến bây giờ thì mình lại mở máy ra. Đây, cái này là sau này là xây kín rồi chú. Chú đang bảo thế nhưng mà đằng kia nó đang cứ lom rom gì đấy, chắc là cũng muốn thêm chút tiền công. Chú còn chưa thể nói là đầu tiên làm cái buồng ngăn kia xong bây giờ gia đình không làm kia kìa. Cả cái vách thành hai cái buồng ngăn ở kia không phải ít đâu, là ba bức tường này. Đây à, đây à, như em gửi anh bộ trạm 400W cộng thêm một tấm pin, có nghĩa là nó cho hai tấm pin luôn, một tấm pin 100W nữa. Bộ này em gửi tặng anh phục vụ anh làm video ạ. À, có nghĩa là rất là nhá, có nghĩa là cái khán giả này ấy thì đầu tiên mình không biết đâu, mình không xin, bởi vì là cái bộ đầu tiên là của cái anh ở trong Sài Gòn anh mua tặng cho Xính ấy. Thì đến khi bắt đầu tự dưng thấy ông gọi điện lên cho mình bảo là anh ơi điện đóm nó có ổn định không, bảo được nhưng mà sợ mấy hôm mưa nó kém là thôi đi, để em gửi tặng cho anh thêm một cái bộ nữa và anh liên hệ giúp cho em xem em muốn tặng cho cái trường mầm non cái bộ ấy, buồn kiểu là khó khăn đấy. Trường mầm non thì không, nhưng mà tặng rồi, trường mầm non này rất là thiếu, tặng rồi chứ còn cái trường mầm non này đang thiếu này. Nhưng mà với thật sự hôm nay thời tiết nó rét thế này là hôm qua anh em cho được cái mang được đến cho bà con cái món quần áo kia là yên tâm. Nhưng mà thật sự cô bác anh chị ở trên vùng cao, ở trên Hà Giang này, ở những cái xóm biệt lập, ở những cái thôn mà còn xa xôi cách trở thì
còn thiếu thốn rất là nhiều. Và đặc biệt về mùa đông này thì đấy là những cái manh quần tấm áo cho các cháu. Thì có những lần cháu đi làm, em đi làm là thấy những cháu nhỏ này ở đây này không có quần áo mà chưa, người ngậm thâm tín hết cả vào mà nó cứ chạy lung chưa cần rồi. Chưa cần đi đâu đâu, ngay trường hợp đây này, mấy cái thằng kia cũng có quần áo rét, thằng xính mua cho được mấy bộ à. Chứ có đâu, rồi cái thằng ở dưới này này toàn mặc cái áo như là còn, như áo lòn lòng ấy. Con của bà này tên là Hầu hả chú? Thằng Hờ. Thằng bé lúc đấy chú. Đấy, thằng mía Hờ đấy. Đấy. Có, đã ai cho quần áo cho chú? Tôi làm gì có đâu, có cái thằng anh rể không? Thế nó, thì nó để mua cho cháu về. Cháu về cháu lại tìm cháu xin. Đấy. Xin mang cho nó một vài bộ. Đấy, nói chung là những cái trẻ con ở xóm này luôn chứ không cần phải xa đâu. Hôm qua là đã giúp đỡ có được quần áo mặc đâu. Một xóm qua là thoải mái quần áo mặc. Khán giả mới lại các cô bác anh chị cũng cho khá là nhiều. Hôm qua cháu chở vào khoảng tầm nhiều đấy. Lửa xe ô tô. Đấy, thế là tinh thần là thứ nhất là mai là nếu mà cháu vào nhá. Cháu vào đây mang giáo vào nhá. Mang giáo là một này. Nhưng mà ta phải để nếu mà giáo thì để chú phải bàn giao cơ, bàn giao cho ai giữ cơ thì thế mới được cơ, để chỉ chú liên hệ với trưởng thôn này hoặc là cái tay thợ kìa, vì nếu mà họ đi làm cơ thì mình mới ấy được ấy, chứ nếu không mình lại bỏ chơi chọi này là cũng không đảm bảo tí nào. Coi như vật tư gạch gạch thì của chú còn thiếu tương đối nhiều, bởi vì chú mua thêm, chú xây từ đây ra đằng kia mà xây thêm cái vách ngăn, cũng như là cái phần mua thêm này thì là chú bỏ tiền túi ra bởi vì nó thật sự nhà bà nuôi mấy con gà con ngan thì muốn để cho nó kín đáo. Mình xây thấp rồi trong bảo bà lấy cái che chứ rồi gì đấy rồi che ấy bên trên nữa. Xây để làm cái kiểu là cái chắn vào cái để trong này để cho nó thế thì nhé. Như thế này đi, chú cứ xây lên khoảng 1 mét đi, có đến 1 mét không chú? Chú xây tầm 1 mét, hơn 1 mét gì đấy, mét hơn 1 mét gì đấy. Xem nào, cháu ở nhà cháu đang có một ít lưới cũ, lưới B40 ấy, cần thiết thì cháu sẽ hỗ trợ cho bà và hỗ trợ cho chú cái đấy. Thế thì quá tuyệt vời chứ. thì là tiện hôm nào mang máy hàn vào làm ấy. Thì nếu mà chú xây hai chú cháu mình lại đồng hành nhau coi như là giúp đây, cái phần này là đấy phần, là những phần đấy là có nghĩa là đấy, chú đã nói rồi, có nghĩa là cái tiền vật tư các thứ để làm nhà này là, thì cái gì là chú sẽ vào riêng, còn cái phần gì mà mình nói mình làm thêm ra ấy, thì cái đó là chú sẽ chịu trách nhiệm, chú bỏ tiền ra mà. Vâng. Bởi vì chú đã nói là không phải là tiền túi của mình rồi, hôm rồi là chú được mười mấy triệu rồi một cháu ấy đã cho. Thì mình cũng làm được những cái việc là thật sự người ta chậm lắm, người ta không biết được cái gì. Đâm ra mình giúp được cái gì cho họ được. Bây giờ nó thật là bà ấy cũng có tuổi rồi nên là để mà mới có năm mấy tuổi thôi. Chưa nhiều. Nhưng mà người trên này người ta già nhanh, thứ nhất là lấy chồng sớm, xong là thiếu thốn đủ mọi thứ nữa. Thiếu thốn về ăn uống các thứ nên là con người người ta cũng lão hóa đi sớm. Cái đội thợ gỗ của mình biết đâu rồi đây nhỉ. Thế tí nữa anh thợ mấy anh thợ xây có dao không chú Hải? Có dao ở đây đấy. Ở cái chỗ này là phải đào xuống tí nữa này. Đây chỗ này chú sẽ đào xuống khoảng tầm 20 phân nữa. Vẫn phải đào xuống vì nếu mà mưa gió nó hắt mà cái này nó so với cái nền nhà nó thấp quá thì nước nó sẽ bám được vào nhà. Nhưng mà chỗ này thì sau này cái chú chắc là sẽ thiết kế cái mái kia là khóa vào đây khoảng tầm 1-2 mét gì đấy. Thành một cái hiên nhà luôn. Bà con cô bác cũng có thể thấy là cái ngôi nhà của bà Mì được chú Hải cháu giúp thì cũng đã lên hình rồi. Nếu mà thời tiết ủng hộ thì chắc là cũng chỉ khoảng một tuần là có thể
cái phần xây thì là chắc tầm 3-4-5 môn nữa thôi. Thế còn cái phần mái thì chắc là nếu mà thuận tiện thì một tuần nữa là có cái mái rồi. Còn phần cửa của em công thì khi nào anh em thợ xây xong đổ lên xong là em công sẽ làm hoàn thiện lốp. Hôm nay thì mang những cái khuôn cửa này lên đây để gá vào trước để cho thợ xây anh em thợ xây người ta sẽ xây theo. Thế nhưng mà vì là hôm qua vào thì anh em xây còn được ít thì cứ nghĩ là sẽ ổn, nhưng mà hôm nay vào là lắp vào là đã cất rồi, vì lý do là anh em xây thường về cái độ đứng nó không được chuẩn, mới chỉ được có 3 hàng gạch, như bên kia lên thêm được 4 hàng gạch đã đổ ra khoảng 2-3 phân rồi. Đây còn cái cửa sổ này nữa thì tí nữa em công cũng sẽ đo lốt, sáng mai hàn khung, mai nếu mà anh em thợ xây đi làm thì em công sẽ trợ giáo vào cho chú Hải, và cũng sẽ đồng hành cùng với chú Hải, vì thời gian này thì chú Hải sẽ về quê có công việc gia đình mất mấy hôm, thì anh em ở đây Yên Minh vào đây nó chỉ khoảng tầm hơn chục cây số thôi, thì anh em cứ tranh thủ sẽ chạy vào để cùng anh em thợ xây có cái gì cần chỉnh luôn để mà sau này cho nó được. Thời tiết của Hà Giang là hôm nay là chuyển mùa hẳn rồi các bác anh chị ạ. Và cũng như em công đã đi các cái xóm bản thì các cháu nhỏ trên này có rất là nếu như quý cô bác anh chị có quần áo, có những cái món đồ mà cũ mà vẫn còn lành lặn, vẫn còn sử dụng được thì có thể liên hệ với lại em công em Đức của Hoa Đá Cao Nguyên, có thể gửi những cái bộ đồ đấy cho Hoa Đá Cao Nguyên, sau đó Hoa Đá Cao Nguyên sẽ trực tiếp đi đến các cái thôn bản xa xôi gửi tặng cho các cháu. Mai chú đi vắng, chú phải về quê. Đây rồi, chắc các anh sợ thầy đấy. Chú muốn bàn giao thế này, cái cửa này bây giờ đấy mấy ấy này là bây giờ không làm đổ hết cửa rồi làm sao vào được đấy? Cái giám sát kia của em ấy thì bọn anh bắt sẽ rất là nhàn. Vâng. Đấy. Thế để do anh mấy giao sắt nhá. Cho mượn. Em mượn chở giám sát vào cho anh mượn. Anh xây cho nó nhanh. Đấy, nhưng mà có nghĩa là khi nó em nó lúc em nó vào lúc nào thì nó gọi điện trước cho cái rồi để chuẩn bị mà phải nhận, chứ không lúc rồi vứt lung tung vào tao không biết đâu. Vâng. Còn cái xong rồi trời nắng nhỉ? Nắng thì chắc em nghĩ là chưa nắng được ngay đâu, nhưng mà nếu mà cái thời tiết mà nó không mưa nó cứ tà tà này thì em nghĩ là bọn anh vẫn có thể xây được. Cái cửa này bây giờ nó là đang cao như thế nào ấy nhỉ? Cháu có đang thước đi đấy không? Cấn này này, bây giờ đo cái xong bắt đầu khi nào giả sử nếu mà chú về là cưới con gái mà chú về là gấp rút cũng như ông nọ đấy, chứ phải lên ngay đấy, nên do đó có nghĩa là đo nào chú đo chiều cao à? đo từ chiều cao cái này, cứ từ chân lên đó, còn từ cứ từ dưới chân lên lên nó 2 mét. Rồi, chỗ lên đến này nó còn mét 8 này. Giờ con nhà thật chính hỏi là bây giờ đầu này còn không sao? Bây giờ là nó đang muốn xây bịt kín vào, nó không có thể cửa này. Không, đấy nếu con này không rồi, mình đặt hốt tồn bên này, con này nhận bên này, còn trước khách mà bê bày mân vật liệu cứ vào bên này đó. Thì chú có biết đâu, nhưng mà có nghĩa là thấy mẹ con nó bảo là bây giờ đi đường kia được rồi, vì nó muốn bên này nó rộng ra thì nó làm cái bếp lò với cả để cái chỗ để do rồi cái gì đấy, nhớ hiểu chứ? Này hoặc là bên này xây lên cũng được mà không sao, nhưng mà nghĩ ra là ban đêm không phải đi ra ngoài cũng vào bếp được. Thế thì chú mới vào thế thì ngủ thế chứ còn cái này đều xây
Thế thì bọn anh biết tiếng, bọn anh biết tiếng, bọn anh phải giải thích cho họ. Cái này nó có một hơn một mét vuông xây nữa mà thật sự biết là nó chỉ có hơn một mét vuông, có nhiều gì đâu, đúng không? Thế thật sự đây đây kia xong là ban đêm muộn ăn cơm rồi ra ngoài phát xong rồi đây đây giỏi lắm, lên được đến độ mét bảy mét tám là đã sang cửa rồi đấy. Nhưng con thì con nó thật con như là con chụp các chị là mình không ở cửa này chặt đi hết à, đâu thì khổ hay là con như là chú họ là con mai mình đi chú rồi đâu. Nhưng mà ý người ta là muốn như thế đấy, đấy. Thế này nhá. Bây giờ chú bảo nhá. Bây giờ thằng Xính như bây giờ nó không ở đây rồi, nó lại về rồi. Đấy. Nhưng mà có nghĩa là lúc cháu làm ấy, cháu bảo bà ấy rồi, ý bà như thế nào? Bởi cháu nói với bà ấy rồi. Đã hỏi bà rồi. Phải nhá. Ý như thế. Không, nhưng mà bây giờ ấy, anh này là anh Sùng à? Ừ, anh Sùng à? Bây giờ đấy, ý chú như thế thì anh cũng là người dân tộc như bà thì anh nói cho bà hiểu thôi. Thì theo em thì để này là cũng hợp lý rồi. Hợp lý. Là, này hợp lý thôi mà. Như mình là mình thấy hợp lý rồi. Cứ xây lên cái này coi như cháu xây lên lên một hai một mét tám mét tám mét tám ba mét chín mét tám mét chín mét sáu thế cái gì mét tám mét sáu rồi mét sáu á mét tám mét sáu đi vừa tầm rồi không mét sáu là không được bởi vì cái nền này là nó còn lên đây này bao nhiêu chỉ có tố gai còn chú thôi. Cái nền này này cái nền là chú còn lên cái nền này cơ mà đây hết cái hải gai này đấy đây này đang gai chứ thì lên có liên quan gì đến thợ đâu mà này con đứng thở đây con mất vật liệu của chú rồi có cái gì đâu mà. Mất đáng bao nhiêu là anh thêm có mấy viên gạch thôi không đây chú có ngại cái đâu mà. Như vậy là tí nữa anh Sùng cho em số điện thoại nhá, xong là mai em sẽ nếu mà thời tiết nó không mưa thì em sẽ trở giáo vào cho anh thì anh sẽ nhận những cái bộ giáo đấy xong là anh làm xong thì anh để đâu đấy là anh khác tự liên hệ nhá. Ông già nhá, bây giờ Trùng đang nghe điện thoại cho mấy đây nhớ các cái cửa khuôn cửa đây đã làm vuông bức rồi nhá, nên lúc lắp ấy thì lấy nivô đánh vào có dây nivô nhưng mà hình như chú thấy cái cửa này hơi có vẻ cao cao nhỉ. 2 mét đấy chú, 2 mét thì sau này nó chỉ còn bên khoảng mét 8 thôi. Cái nền này nó sẽ cái nền nó láng lên cao. Tất cả các cái cửa là em đã làm rất là vuông rồi. Mai nếu mà trời nó tạnh thì em chở táo vào, em chở mang cho bọn anh mượn một cái thước livo nhá. Với lại một cái dây nước. Dây nước họ có rồi. Tiêu có rồi. Thế thì em mang cho đoàn có rồi. Cái thước livo nhá. Em cho bọn anh luôn cái thước livo vì là cho em những cái thước đấy là rất là nhiều để cho bọn anh thì anh làm những cái cửa này cho nó chuẩn cho em để sau này em lắp cửa lên cho nó được cân đối, nó chỉ cần lệch xô lệch thôi là lên là những lắp cái, sau này là những cái cửa này giả mình cứ mong là nó tạnh mưa thì để anh em thợ làm mà bây giờ tạm thời giờ này nói thẳng thừng là bây giờ còn có từng này gạch thôi làm đi đấy thì bởi vì là lò gạch thì nhanh nhất cũng phải mùng 10 rồi mới có gạch. Chiêu cái gì mà chiêu thì bây giờ cháu đang vội cháu đang chuẩn bị làm sang nhà bên này làm đây này. Thì đấy thế mưa đây mà cái xây đi còn như là thời tiết nó ở hồ tí thế đó. Đấy, thế là công việc hôm nay của anh em Hoa Đá Cao Nguyên thì cũng đã gọi là hoàn thành nhiệm vụ mang những cái bộ khuôn cửa lên cho chú Hải. Thế còn trong thời gian tiếp theo là Hoa Đá Cao Nguyên sẽ đồng hành cùng với chú Hải làm cái công trình này cho bà để bà mau sớm có một cái căn nhà để bà tránh mưa tránh nắng. Thì mong trong thời gian sắp tới quý cô bác anh chị sẽ đồng hành tiếp cùng với Hoa Đá Cao Nguyên để cái hành trình thiện nguyện của Hoa Đá Cao Nguyên có thêm động lực. Hôm nay thì video này cũng xin kết thúc ở đây. Kính chúc quý vị khán giả, quý cô bác anh chị luôn luôn mạnh khỏe. Xin chào tạm biệt.